Cây này cây nu công nha bạn. Cây này mình trồng cũng được, mình mua lại của người ta cũng được năm mấy rồi đó. Rồi được, chưa được năm đâu các bạn ơi. Cây này cái phần ngọn là nó chưa liền nè, mới bao qua nè, tại phần ngọn này có lẽ là cây thành phẩm rồi, phần ngọn này nó liền ráo rồi. Phần ngọn này mình mới cắt hồi năm mấy tháng trước. Mình nuôi lại cái chớp ngọn khác, người ta làm cái chớp ngọn cao quá. Trồng cây giống giống như cây cây này nó nu tới trưởng luôn nè, nu mà khỉ mà nó nu nữa là thấy không? Nó đeo đặt cho mình luôn, nó u bú nhìn lạ lắm. Nhưng mà phần gốc nó không có nu. Phần sát dưới gốc nó chỉ già thôi, nó không có nu. Cách lên một đầy nó nu. Nên nhìn cái phần gốc nó hơi nhỏ. Đó. Uổng cái là phần gốc nhìn nó hơi nhỏ, cái đế thì nó cũng được nè. Đế tự nhiên không nha, không dắt ngó gì hết. Nu tới chuẩn luôn ha. Cái này cái tông cao nên mình cái đế quan trọng là cứng cáp là được rồi, chứ không cần gọi là đế giống như cái bài tông cao. Nhìn cái khúc này nó hơi nhỏ. Khúc này nó nu dữ quá. Nu nguyên cái đoạn thân cây này nó nu dữ lắm nè. Cây này chỉ cần mình đo cái chiều cao coi, 1 2 3 4 chiều cao nó gần 90 rồi chứ không tới 90. Nu tới cái tàn luôn, tàn cũng nu. Mình quay mặt sau cho bạn rồi. Mưa gió quá trời. Mình đang làm cây tử ở dưới nữa, hồi xưa mình không có làm, mình đang làm cây tử ở dưới nữa. Cây này đóng một cái thùng cũng khá là to à. Cây này nó nu nhiều lắm nha các bạn. Nu quá trời nu. Cây này nu dữ tợn luôn. Nu đâu nu đấy mà thấy ghê chưa. Đeo đặt cái cây luôn. Già cây mà đeo đặt từ dưới lên trên luôn. Bởi vì hồi xưa mình phái cái này quá, mình để lại tới mình đang làm phần ngọn. Làm ở phần ngọn nữa. Cây này đóng một cái thùng cũng khá là to à nha. Nu công nha bạn. Này hết cây lấy ra bán luôn. Này không có đi lấy cây, mưa gió quá. Cái này mặt sau nha các bạn. Mưa quá trời nu. Cái hoành gốc nó không có lớn đâu nha bạn, cây này là cái nó nu đặt cây luôn, cái hoành gốc nó khoảng 30 mấy thôi. Cái cụm trên chắc khoảng 30 thôi. Nói chung cái hoành nó nhỏ chứ không có lớn lắm, nhưng mà nó nu dữ dằn luôn, già cây này lâu đời dữ lắm rồi. Cái tàn này làm có chắc không được mấy năm. Tàn này làm chắc 6-7 năm nhiều quá. Mình công nha bạn.